Bạn đang cần tiền nơi thật uy tín để Blink Mobile giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Hello các bạn, em Mobile sẽ chơi bé Timmy. Timmy Timmy thì bỏ rơi lâu lắm rồi. Ngày nay trở lại theo phong cách một rắm, một mạng. Tuy là hơi khó nhưng thôi cứ chơi đi anh em ơi. Bởi sắp tới Timmy sẽ được tăng sức mạnh rồi. Tăng ở đây đó là cái việc mình có thể đánh rắm liên tục. Chưa một mà mình đánh trúng tứ địch ý thì mình được hồi chưa luôn chứ không phải giảm 30% hồi chiêu. Cái này quá tuyệt vời luôn, để mình có thể khống chế tứ địch liên tục, tăng tốc liên tục và gây đam liên tục anh em ơi. Tuy lượng vàng bây giờ bị giảm đi nhưng mà sắp tới tăng như thế chắc chắn TV sẽ được comeback và chơi nhiều hơn. Chứ việc hot thì mình cũng chưa chắc là hot đâu. Nhờ thầy thôi nha, đợi phiên bản mới. Còn bây giờ hãy xem những màn đánh đắm cực kỳ thốn của Timmy trong Ten Mobile. Ngoài ra thì anh em chưa like clip thì anh em nhớ like clip đi. Anh em comment vị tướng tiếp theo Mô Việt chơi đi. Nếu là cái phong cách gì dị dị giống như Timmy phương phép chẳng hạn. Tất nhiên Timmy anh em phải nhớ đến cái giày Hermes nha. Bởi giày Hermes thì mình mới di chuyển nhanh, mình mới hỗ trợ team mình nhiều hơn. Ví dụ hiện tại mình đang đi top này, mình sẽ di chuyển nhanh hỗ trợ team nhiều hơn. Rồi muốn một trưởng một mạng thì chắc chắn là có trưởng bùng nổ vương miện hê kết. Rồi xin giáp phép thì chơi thả cái trưởng hỗn mang đi. Đồ thì không có gì, nhưng quan trọng chơi Timmy là chúng ta phải biết chơi cơ. Cái vị tướng này ý, nếu anh em mà đi hỗ trợ cho team thì anh em phải ôm AD một tí. Anh em sẽ dùng cái độ tại của mình để buff thêm vàng cho AD. AD sẽ có lớn nhanh hơn. Ví dụ bây giờ mình đi chung với John, chắc chắn John sẽ lớn cực kỳ nhanh. Nhưng phải chơi sự khác biệt. Và khác biệt ở đây đó là Timmy đi top. Tất nhiên anh em không thể nào thả một phát mà giết được tướng địch, mà anh em mới chơi theo kiểu cầu diệt xuống mình đi. Đấy, anh em bật chiêu 1 lên, anh em chạy thẳng vào tướng địch. Hoặc là anh em bật chiêu 1 phóng cái giá vào tướng địch thì các bạn sẽ cấu rỉa được. Đó, cái sự cấu rỉa vô cùng khó chịu, ép máu được team bạn thì anh em hoàn toàn có thể đi lên. Và nếu mà cái chiêu 1 được hồi liên tục sau khi dùng chiêu 1 trúng tướng địch ý thì chắc chắn là lú cái đầu. Ui, tuyệt quá anh em ơi. Con lính đã tới để phóng trúng con lính. Cái chiêu 2 nha, sẽ bị chặn bởi lính đấy anh em ơi. Lính team mình là team ta luôn, à team bạn luôn. Ây, ui, một cái pha tốc biến hay dã man con ngan. Nhưng mà chạy lên cận nha bạn ơi. Trận đấu này thì thực ra team mình rất khỏe với John, Toro và Vedet. Toàn những con bài kiểu lên game siêu bá đạo và đi chung với nhau. Mình lại còn hỗ trợ team tốt nữa chứ. Bùm đấy. Cái gì thì choáng hay khó chịu lắm anh em ơi. Đam thì không hề nhỏ đâu. Đặc biệt mình chơi ngọc phép rồi đồ phép thì đam sẽ rất là ổn luôn nha. Ui hụt rồi. Này mình phóng chiêu 2 hơi ẩu. Thực ra phóng chiêu 2 đối với Timmy cũng không hề dễ trúng đâu. Là nhiều khi anh em cứ bật chiêu 1 anh chạy 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 ơi không tới rồi. Ui à tiếc quá anh em ơi. Nhưng mà đợi nha, đợi hồi cái chiêu 1 mình tiếp tục đánh đám tiếp. Rồi em cố qua cái nút ngang. Rồi boom. Đấy, qua đó thì mình sẽ cực đại đam, cực đại khống chế. Và cực đại, nói chung là cực đại đó thì mình như qua cực đại mình mới được hồi chiêu hay sao anh em ơi. Và mình xin kiểu gì cũng đứng đó đứng về mà. Mấy anh em chơi game cũng cẩn thận toàn thế thôi. Ok, và mọi người muốn click chơi game cũng đừng quên là lên shop mobileviet.vn. Mục đích ủng hộ mobile nha. Hiện tại shop của mình đang có chương trình khuyến mãi. Làm thẻ các bạn sẽ được cộng 100% giá trị thẻ nạp này. Rồi Sunix giá rẻ trên shop với nhiều chương trình khuyến mãi. Sun Quân Huy giá rẻ. Và mua đích theo yêu cầu. Mua đích chưa trận đấu nào để anh em cày tỷ lệ thắng rất là tốt luôn. Sau khi lấy được trụ thì mình xuống hỗ trợ John Toro một tí. Đây, ăn rắm thần trưởng đầu phết anh em nhở. Ôi, tính ăn Timmy anh em ơi. Yên tâm, bạn sẽ ăn rắm tiếp. Boom, trời ơi, gần 2k máu. Và bạn anh Toro tiếp tục ép nha. Chuẩn bị có giá mạo. Boom. Cả đó mà hồi chiêu 2 sớm một tí thì chắc chắn là phóng chiêu 2 trúng là bạn lên bản đỉnh số ớt kìa. Ơ ngáo à. Ơi thì bạn chơi game thế này thì sao mà đỡ được đây. Khi mà anh John được chơi
Timmy thì có mạng. Thực ra cái lối chơi của Timmy không khó, mà cách sử dụng kỹ năng cũng rất là dễ, ấn chiêu và móc thôi. Thành ra thì vị tướng này không đạt được ngưỡng sức mạnh quá, gọi là quá hơn khi mà các bạn chơi liên tục. Thành ra thì nhiều anh em không lựa chọn chơi Timmy. Lý do là bởi vì tướng không có cái gì đó quá khó chơi. Nhiều anh em thích chơi tướng khi mà tướng khó chơi, và khi anh em đạt cái mức gọi là thành thạo cao thì anh em sẽ chơi rất là hay và thể hiện được sức mạnh nhiều. Đấy, ví dụ như con gì mà khó chơi ấy, Orentino chẳng hạn, anh em đều thích mua hết. Đấy, mà dù không biết chơi thì phế vật, và biết chơi thì thành phế vật. Đấy, anh em mọi người thích chơi mấy con tướng đó hơn, chứ mấy con tướng kiểu ấn nút sau đó chờ chờ như này chẳng có gì đặc biệt, và mọi người không thích chơi. Đánh giá sắp tới thay đổi sức mạnh, mình không nghĩ nó trở thành hot ở đâu, mà chỉ comeback một tí thôi. Và đây là vị tướng thích hợp cho anh em chơi team. Chơi team sẽ hiệu quả hơn, anh em sẽ hỗ trợ cover được đồng đội dễ hơn nha. Giờ này thì mình đi top, thành ra cũng không phải búp vàng cho ai hết, mà mình đi xử lý tí bạn. Ơ, chưa đủ đồ. Ây, nhưng mà John thì lại quá hay anh em ơi, quá tuyệt vời. Một combo thôi thì bạn lùi cái đầu. Thực ra nếu mà đủ đồ thì mình nghĩ là một combo cũng mạng được đấy anh em ơi, bởi combo vừa rồi của mình cũng gần giết được 2 AT rồi. Và khi hình như là full đồ có đôi cái sách thánh thì có lẽ một trưởng của mạng biết đâu bất ngờ. Boom, đấy, 506 rồi. Vàng cũng ổn thế anh em ơi. Chúng ta đây là clip vui về vị tướng Timmy thôi nhé. Một con tướng sắp được tăng sức mạnh. Mình ra thông báo cho mọi người để chuẩn bị chơi Timmy. Anh em ăn Cesa John với Mid về ăn Cesa đi. Kìa, bắt Zephyr anh em ơi. Không có đem thì sao ăn được Cesa. Zephyr lên bảng. Ôi, sao lên nhanh vậy? John với Adapter cũng hủy diệt tí bạn thôi. Trận đấu này thì mình ai cũng khỏe hết rồi, và ai cũng là quái vật rồi, thành ra cũng không có gì để là cơ hội cho team bạn nữa anh em ơi. Bởi cuối game thì chất tướng của John hoàn toàn hủy diệt gì là Mina rồi Zephyr, làm gì có ai sốc đam chứ được John anh em ơi. Lại còn có cái chiêu cuối của Timmy nữa chứ. Ok, tới đây. Mina tính làm gì Adapter? Rồi xong. Một giám của mình là được cái máu rồi. Ăn sẽ sai thì ăn sẽ sai, hồn máu thì hồn máu đi. Còn mình đợi đây, mình lúc đường mình combo xem có bạn nào lạc lên pha một cái lên đồng hay không. À, vẫn cứ lên pha mà. Coi thường bé Timmy. Thế thì thôi, ăn giám vào mông nha. Từ vì mông sẽ thọt ra đám, nhưng mà đây là bạn này ăn đám vào mông. Boom, chưa đủ đam. Thôi, đợi tiếp anh em ơi. Nếu mà sắp tới mà kiểu dùng chiêu xong mà hồi chiêu luôn ý, thì nó sẽ khó chịu hơn như này nhiều. Bởi đây mình vẫn phải đợi thêm tầm 3 giây, 4 giây nữa. Cái sự đợi này nó khiến mình khó chơi hơn rất là nhiều. Mình ấn chiêu thì mình được tăng tốc chạy mà. Mình chân tăng tốc chạy, mình ấn chiêu luôn rồi mình có thể giả thủ địch. Rất là khó chịu luôn nha. Hay lắm, Toro cũng truyền thuyết rồi. Trời, tới cái thế trận với KDA thế này thì mình ai còn là quái vật hết đó. Tìm bạn thì ai cũng là phế vật. Thành ra thôi, anh em ơi, tập trung ăn Cesa ôn xong win luôn đi. Bởi những cái thế trận kiểu tìm bạn phế quá thì mình cũng không muốn câu kéo thời gian đâu. Ok anh em nhớ nha, nhớ đừng quên là nhớ like clip của MOBA, ủng hộ MOBA Việt và comment vị tướng tiếp theo để mình thực hiện nhé. Trong mùa S2 2023 thì hầu như mình cũng đã làm được xương xương là gần hết tướng rồi. Thì còn vài con tướng là mình chưa có chơi thôi. Và mình chưa chơi tướng nào thì anh em nhớ comment bên dưới, comment bên dưới để mình biết. Chứ thực ra làm nhiều clip đôi khi cũng lùi cái đầu là không biết là làm gì rồi, chưa làm gì anh em ơi. Cái bạn yếu thế mà cũng lên cao thế này á. Ô thế này thì thôi, xong 2 AT không có đường về rồi. Thôi trước hết là xe thích cái đã. Sau đó là hay AT. Ok, thử thắng cho lên anh em ơi. Đẩy thẳng đường giữa là win nha.
đừng cho thêm bạn ăn những con xe xa đó. Trời ơi anh em ơi, đồng đội xanh quá trời luôn. Rồi xong, tốc biến đánh rắm. Sau đó đến VDS, lên bảng nốt rồi. Kiểu mà team bạn bị ao tiền nhiều quá ấy. Team mình ai cũng là quái vật luôn anh em ơi. Cái trận đấu quá nhàn đối với bé Timmy. Win luôn. Ôi chưa kịp ra đã bay màu rồi, xem fit với chúng tôi. Ôi trời 20 vàng thôi à. Quá ít anh em ơi. Ok và video của mình cũng đến đây là hết rồi, không phải giải trực của lần nào hết á. Buồn thật sự. Ra các bạn, hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.